Tiếp theo, Tiêu xin gửi lời chào thân ái đến gia đình chị Cai Kim Thắm đã quay trở lại cái sự kiện phóng sanh Hùng Phước 10K giải cứu các loài sinh vật biển ở trong rừng ngập mặn để tăng trưởng phước báo, để có phước báo đó mà san sẻ cho những người khác khổ nạn hơn. Những con vật khác không có được phước báo để được làm người, mình san sẻ cái phước đó cho những loài vật ấy, mình hồi hướng cái phước mình có được cho những con vật đó. Lỡ mai em cứu cho chị được con cá gì đó mà nó là con cháu của chư thiên mắc đọa thì cái phước chị cứu nó lớn dữ lắm. Bởi vì đang làm việc trong tự nhiên mà bị người ta bắt ăn thịt được mình cứu nó mừng dữ lắm. Nó có trí tuệ, cá trong tự nhiên nó rất khôn. Nó biết con người là mối nguy hiểm với nó. Nó sống dưới bẫy của con người quen hết rồi ở dưới sông. Nên thả ra nó biết quay về nhà của nó. Còn những con cá nuôi giống như những con chó mà mình nhốt trong nhà, mình đem nó ra đường, mình thả nó đâu đi. Nó tưởng mình á, bỏ rơi nó rồi nó buồn nó ở đó. Mà nó ở đó là nó ăn chích điện thôi. Nay chị Cai Kim Thắm đã lên được cái đẳng cấp gọi là phóng sanh cá biển giải cứu loài vật trong tự nhiên. Khi chị nhìn lại á, cái khoảng thời gian mà chị phóng sanh những cái loài cá gieo duyên, là thấy con gì ở ngoài chợ chết rồi mình cứu đó, chị thấy bây giờ cái level của chị cao lên rồi đó. Thì chị không cần phải làm bởi vì nó quá là cực, nên Tuy Un đã làm thay cho chị. Tuy Un ở trong rừng ngập mặn, Tuy Un đã làm thay điều đó mỗi ngày 10.000 đồng. Mà chị có phước báo chắc 10 tỷ luôn á chị ơi. Thôi bây giờ để em cập nhật tiền nha, tại em thấy chị gửi tiền nhiều quá. Đáng lẽ chị nên gửi 300 ngàn một ngày thôi. Nếu mà chị biết dùng công nghệ nữa thì chị gửi tiền qua một cái ứng dụng 300 ngàn cho em một tháng, thì một năm chị đổi được 4 bộ đồ. Bên Mỹ họ gửi về, em mới hợp tác để em làm phóng sanh vậy dư nha, dư 200 ngàn. Dư 200 ngàn cái mình làm hết tháng, cái mình trong tháng thì mình có con gì khổ nạn mình muốn cứu thì nói em nha. Còn thôi để 500 ngàn, mình gặp lại nhau lâu quá chị ơi. 500 ngàn tới một tháng mấy, là gần 2 tháng. Một năm tốn có 3 triệu đồng phóng sanh nè. Gặp nhau lâu quá, mới đây gần hết năm. Mà chị thấy em trong rừng em làm việc này, em chỉ có thể trồng cây để kiếm tiền thôi. Ở đây không có cách nào để làm ra tiền đâu. Thời gian em thấy nó qua nhanh, đi phóng sanh mỗi ngày. Em đã tốn